nhà sản xuất sâu Anh Trai vượt ngàn trông gai lãi gấp đôi cùng kỳ. Trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2024, công ty cổ phần tập đoàn Zeoan, mã cổ phiếu IEG, cho biết cả doanh thu và lợi nhuận công ty ghi nhận được trong quý vừa qua tiếp tục tăng trưởng mạnh. Cụ thể, nhà sản xuất chương trình Anh Trai vượt ngàn trông gai đạt hơn 207 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,6 lần cùng kỳ và là mức cao nhất từ quý 1 năm 2022 đến nay. Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ đạt gần 16 tỷ đồng. Trong quý vừa qua, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng gần 2,6 lần lên gần 40 tỷ đồng, đồng thời chi phí tài chính. Chi phí bán hàng không biến động nhiều đã giúp lợi nhuận sau thuế công ty tăng 61% lên hơn 9 tỷ đồng, bất chấp chi phí quản lý tăng mạnh. Lũy kế 6 tháng năm nay, doanh thu thuần công ty đạt khoảng 280,6 tỷ đồng, tăng gần 98% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng quảng cáo và tư vấn truyền thông đóng góp doanh thu cao nhất với 253 tỷ đồng, cao gấp gần 2,4 lần cùng kỳ. Nhờ doanh thu hoạt động kinh doanh và tài chính tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20,5 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần cùng kỳ, cũng là mức lãi bán niên cao nhất trong 6 năm trở lại đây của công ty. Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, doanh thu nửa năm tăng mạnh chủ yếu đến từ mảng hoạt động quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng 136%. Trong đó có sự đóng góp lớn của show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phát sóng từ cuối tháng 6, quy tụ 33 sao nam nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thể thao. Tính đến hết quý 2, tổng tài sản của công ty đạt hơn 2.005 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm gần 70%. Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả đạt hơn 606,8 tỷ đồng, tăng 27% so với hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn, chiếm 88%, đạt hơn 536 tỷ đồng, tăng 31%. Năm nay, Zeoan đặt ra kế hoạch doanh thu từ 800 đến 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 65 đến 105 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành gần 26% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong kịch bản thận trọng. Ván cược tất tay của Zeoan với hai show chị đẹp, anh trai. Theo thống kê của bảng xếp hạng Social Trend, chỉ sau 2 ngày phát sóng tập thứ 2, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của nhà sản xuất Zeoan đã vươn lên vị trí số 1 về chủ đề thảo luận âm nhạc trên mạng xã hội trong vòng 24 giờ. Đây là phiên bản tiếp theo của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 được Zeoan mua bản quyền và sản xuất trước đó. Chương trình có sự tham gia của 30 nghệ sĩ tranh tài ở các tiết mục ca hát, nhảy múa. Trước đó, show Chị Đẹp đứng đầu các chương trình truyền hình trên sóng đài truyền hình Việt Nam trong năm ngoái, với rating trung bình các tập khoảng 4,3%. Trên nền tảng mạng xã hội, Chị Đẹp đạt 788 triệu lượt xem và hơn 20 triệu lượt tương tác. Hai show Chị Đẹp và Anh Trai của Zeoan có thể nói đã tạo ra cơn sốt trong ngành truyền hình giải trí thời gian qua, đồng thời đánh dấu sự quay trở lại của Zeoan trong lĩnh vực này. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Chủ tịch Tập đoàn Zeoan, bà Lê Phương Thảo cho biết công ty sẽ tập trung vào mở rộng các mảng kinh doanh trong năm nay, đặc biệt là mảng sản xuất nội dung với 4 show truyền hình kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tốt, đóng góp cao vào doanh số chung. Ván cược tất tay là những gì mà CEO Ngô Thị Vân Hạnh nói về hai chương trình Chị Đẹp và Anh Trai. Theo đó, cả hai đều là những khoản đầu tư lớn giữa bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Tại phiên họp với cổ đông, ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu tập trung vào sản xuất nội dung chất lượng cao với mức đầu tư lớn. Đây được xem là một trong những mảng kinh doanh trọng điểm trong tương lai. Lãnh đạo Zeoan nói nhiều chuẩn bị từ đầu đã giúp chương trình mời gọi được tài trợ từ các nhãn hàng lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thẩm mỹ, thực phẩm, mỹ phẩm, trang sức và vàng bạc đá quý. Từ chiến lược kể trên, mảng sản xuất chương trình truyền hình đạt doanh thu là 168 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất 41% trên tổng doanh thu năm 2023. Thành công này đã giúp Zeoan cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh. Năm 2023, tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất 411 tỷ đồng, tăng 31% so với năm liền trước và đạt 97% kế hoạch. Theo báo cáo quý 1, tập đoàn ghi nhận doanh thu 73,5 tỷ đồng, tăng 21%. Lãi nhuận sau thuế thu về 11 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Zeoan được thành lập năm 2006 bởi ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, tiền thân là trang thông tin điện tử Zeoan. Đến cuối năm 2017, ông Tống nắm giữ vị trí chủ tịch với 41,4% vốn, trong khi quỹ Vina Capital sở hữu 35,71%. Bước ngoặt lớn đến vào tháng 5 năm 2018 khi Zeoan niêm yết trên HOSE với mã IEG.
cổ phiếu nhanh chóng tăng vọt lên mức đỉnh 343.000 đồng một cổ phiếu, như niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đến tháng 3 năm 2019, YouTube chấm dứt thỏa thuận với ZEOne, khiến công ty mất hơn 1.100 kênh và cổ phiếu lao dốc xuống vùng 30.000 đồng. Khủng hoảng này dẫn đến nhiều biến động lớn về cơ cấu cổ đông. Tháng 4 năm 2022, Vinacapital thoái toàn bộ vốn. Hai tháng sau, ông Tống cũng bán hết cổ phần cho một cá nhân, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, người này cũng rút lui. Sau khi ông Tống rời đi, ZEOne trải qua quá trình tái cấu trúc quản lý quan trọng. Bà Lê Phương Thảo được bổ nhiệm điều hành tập đoàn, cùng với sự tham gia của ông Đào Phúc Trí, một trong những nhà đồng sáng lập. Ông Nguyễn Hoàng Giang gia nhập và giữ vị trí phó chủ tịch. Những biến động này tác động đến kết quả kinh doanh của ZEOne. Doanh thu thuần giảm từ đỉnh 1.677 tỷ đồng năm 2018 xuống còn 412 tỷ đồng năm 2023. Công ty trải qua giai đoạn thua lỗ trong các năm 2019 và 2020 trước khi dần phục hồi khi đạt lợi nhuận 26 tỷ đồng vào năm 2023. Một đối thủ đang cạnh tranh trên thị trường truyền hình giải trí với ZEOne là VChannel với show Anh Trai Say Hi, một chương trình có nhiều điểm chung về nội dung với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuy nhiên, VChannel hướng tới nhóm khán giả trẻ trung hơn khi mang tới chương trình những gương mặt nam nghệ sĩ trẻ, đa phần đều dưới 30 tuổi. Theo một báo cáo của VSData, VChannel đang dẫn đầu trong nhóm doanh nghiệp giải trí tại Việt Nam với lợi nhuận đạt 140 tỷ đồng trong năm 2022, vượt xa các đối thủ còn lại chỉ lãi vài tỷ đồng, vài trăm triệu đồng một năm hoặc thậm chí đang lỗ nặng. Ngoài hai ông lớn VChannel và ZEOne, thị trường game show giải trí trong năm nay cũng đã và đang chứng kiến nhiều chương trình hấp dẫn với sự tham gia của các nhà sản xuất như Madison, CGNM với Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố hay BHD với Hành Trình Kỳ Thú cũng đang tạo được hiệu ứng tốt. Theo dữ liệu từ VSData, thị trường giải trí hàng năm mang về hàng trăm tỷ đồng cho ông lớn như Sen Vàng, VChannel, Đông Tây Promotion và các tiên gia. Sự sôi động của thị trường game show Việt Nam dễ hiểu khi đây là miếng bánh đầy hứa hẹn, nhìn từ các ngành công nghiệp giải trí khổng lồ đi trước của các quốc gia châu Á. Với sự đầu tư mạnh mẽ và cạnh tranh gay gắt, thị trường này hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới, mang đến cho khán giả nhiều chương trình giải trí chất lượng và hấp dẫn, đồng thời tạo ra nguồn doanh thu lớn cho các nhà sản xuất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!